Xin chào anh em. Trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sửa máy bê tông sử dụng pin của Makita có mã DHR182. Con máy này đừng có hiện tượng hỏng mạch, lắp pin vào thì nó không sử dụng được, không chạy luôn. Nên bây giờ chúng tôi sẽ tháo ra để thay bảng mạch chúng nó. Khách hàng này ở Bến Tre. Khách hàng này là khách hàng đã mua con DHR182 này của chúng tôi ở Bến Tre. Thực ra là con máy này nó ở trong diện bảo hành chứ không phải là sửa chữa. Như các đồ khoan pin của Makita thì hỏng khu vực nào là thay mới khu vực đó. Mạch hỏng là thay mới luôn cả bảng mạch. Đây là phần bị hỏng của máy anh em nhé. Của Makita thì nó rất là đơn giản thôi. Hỏng phần nào là thay phần đấy. Có mỗi phần cái công tắc này là cái công tắc này nó không bị hỏng nên chúng tôi sẽ không thay thế. Còn phần bảng mạch bên dưới là thay thế hết. Hỏng cái gì là thay thế cái đấy chứ không sửa chữa. Cuối cùng là kỹ thuật của chúng tôi cũng đã sửa xong con máy này. Máy này sử dụng pin 18V nhưng mà chúng tôi chỉ chạy thử bằng 14,4V thôi. Vì hiện tại chúng tôi không có sẵn pin 18V ở đây. Máy đã hoạt động tốt rồi anh em nhé. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.